Chuẩn bị cho việc bán Galaxy S7 ra thị trường, một hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã đồng loạt giảm giá của các mẫu smartphone đời cũ. Cụ thể, Galaxy S6S giảm giá khoảng 2,5 triệu đồng, từ 17,5 triệu đồng cho bản 32GB giảm xuống còn khoảng 15 triệu đồng, từ mức giá 18,5 triệu đồng cho bản 64GB giảm xuống còn khoảng 16 triệu đồng. Mặc dù được giảm giá khá nhiều, nhưng mức giá của S6S vẫn còn khá cao so với mặt bằng chung của thị trường. Với mức giá này, Galaxy S6S sẽ phải cạnh tranh với các model như Xperia Z5 Runner của Sony hay Lumia 950 XL của Microsoft.